Hey, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Badu Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn cái cách để xử lý một cái file khách hàng gửi qua cho mình để mình canh chỉnh lại, trong đó nó có thêm phần hình ảnh và canh lại khung, tạo khung và tạo số trang cho một cái file tài liệu để khách hàng in. Thì các bạn thấy trên màn hình đây nè, khách hàng gửi ra cho mình một cái file thế này. Và cái điều kiện khách hàng đưa ra cho mình là mình phải làm một cái khung để bao quanh những cái chữ test này và cho số trang vào. Thì khi nhận một cái file như thế này, các anh chị và các bạn thấy là bây giờ trên đây nó có rất là nhiều màu, đúng không? Rất là nhiều màu. Bây giờ chúng ta sẽ bấm Ctrl A để chúng ta cho nó một màu đồng nhất để chúng ta làm. Chúng ta sau này chúng ta in nó sẽ không, nó nhiều màu quá, nhìn nó rối. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, các anh chị vào, các anh chị sẽ coi thử là chỉnh lại cái file này về cái khổ A4. Thì bây giờ mình sẽ vào trong để chỉnh khổ A4. Các anh chị vào trong Bay Layout ha. Các anh chị vào trong cái phần Size. Thì ở đây là khách hàng đã chỉnh A4 rồi. Có nhiều khách hàng, các anh chị sẽ thấy gặp rất là nhiều các trường hợp khách hàng gửi cho mình là đang nằm ở cái phần Later thế này nè. Khi đó khách hàng chỉnh bên máy của khách hàng là trên phần Later là chỉnh cũng gọn gàng lắm, cũng kích thước này kia. Nhưng mà khi qua máy của mình mà ở mặc định in theo cái file văn bản thì nó sẽ bị nhảy. Lý do là khi mình qua là mình sẽ chỉnh lại file A4. Hoặc là nếu các anh chị khi mà để các bộ phận Later các anh chị in thì có sẽ có một số máy nó sẽ không nhận diện được cái trang in là trang A4. Do đó khi đó nó sẽ có các hiện tượng, tức là ở phần trên phần tiêu đề này nó sẽ rộng hơn, nó rộng hơn bình thường so với cái file ở trong máy. Do đó khi để là xử lý một cái file khách hàng đưa qua cho mình file Word như thế này thì mình trước tiên, các anh chị nhớ, trước tiên chúng ta phải xử lý cái nền trước. Giống như xây nhà, chúng ta cần cái móng cho nó chắc. Do đó các anh chị đầu tiên các anh chị phải vào ha, các anh chị chọn vào đúng lại cái khổ A4, khổ A4 cho mình. Cái tiếp đến các anh chị sẽ chọn vào canh lề. Thì theo cái thể lệ văn bản thì nó có các cái thông số, thì các anh chị để canh lề cho dễ. Thì các anh chị đưa con chỏ chuột vào trên cái thanh thước trên này nè, các anh chị lít hai cái thì nó sẽ ra thành phần bay setup nha, phần bay setup. Hoặc là các anh chị vào trong bay layout, các anh chị vào bay setup, chị bay layout thì ở đây các thấy bay setup. Ở đây nó có cái mũi tên nhỏ, các anh chị lít vào thì nó cũng sẽ hiện ra bay setup. Đây chúng ta sẽ có hai cách mở bay setup. Thì trên đây các anh chị sẽ thấy nè, đối với ở đây là cái lề của khách hàng chưa có chỉnh, do đó mình sẽ chỉnh lại. Thì đối với theo cái thể lệ văn bản thì các anh chị sẽ chỉnh theo cái kích thước như sau. Thứ nhất là phần top, là phần ở trên là chúng ta sẽ cho 2 cm, phần dưới cũng 2 cm, phần phía phải là 2 cm và phần phía trái là 3 cm. Tại sao là nó là theo kích thước là 2223. Các anh chị cứ nhớ là khi mà bước vô chỉnh là chúng ta sẽ chỉnh luôn 2223. Tại vì cái phần left là cái phần trái nè. Thì để sau này các anh chị sẽ bấm vào, sau đó các anh chị dọn xong các bạn bấm OK ha. Thì các anh chị sẽ thấy nè, ở phía trái này nó sẽ rộng hơn ở phía phải ha, ở phía trên thì nó sẽ đều. Lý do là khi mà mình in ra thì cái phần này là phần đóng gáy, thì do đó là khi mình sẽ trừ lề cho nó rộng một chút. Khi mình đóng á, thì sau này cái tài liệu khách hàng lật ra coi thì nó sẽ cân đối và nó dễ coi hơn, dễ đọc hơn đó. Thế là văn bản. Rồi đến phiên cái thứ hai là các anh chị phải vào trong, các anh chị bỏ số trang vào. Thì để bỏ số trang vào thì các anh chị vào trong phần Insert, các anh chị vào trong Paper Number ha. Thì ở đây nó có cái phần là canh số trang ở đầu nè, là phần top up bay. Canh số trang ở cuối nè là put thông bay, bay margin. Đây nó có nhiều dạng, tức là ở bên số trang là bên cái này như số trang bên phải. Đây đó là nó có nhiều dạng thế này. Thì ở đây mình thông thường á, mình đối với các thể lệ văn bản mà đối với trong cái để in mà đi làm một số cái cuộc thi gì đó thì hay chọn ở cái chọn cái số trang là một là ở giữa, hai là ở bên góc, nhưng mà nó nằm ở phía dưới. Thì đây mình sẽ chọn ở giữa nha, chọn ở giữa. Thì đây nó sẽ ra số trang.
nó số trang thế này. Thì khi mà lịch ra số trang á, thì nó sẽ có cái phần kích thước trang ha, kích thước trang. Thì đây là nó đã, thì ở đây trên đây nó đã là 2 cm, thì đây nó trừ rồi nè. Các bạn thấy đây là nó 2 cm này. Do đó số trang sau đó chúng ta sẽ lít con chỏ chuột ra phía này nè, chúng ta lít hai hai cái thì nó sẽ trở lại cái trạng thái để mình chỉnh sửa trong cái phần của Word. Rồi sau khi mình bỏ số trang xong, kế đến là mình sẽ bắt đầu xử lý khách hàng. Là khách hàng, đối với một số khách hàng nếu mà để ở cái văn bản mà nó không có khung thì chúng ta chỉ chỉnh theo kích thước này là ok. Sau đó chúng ta sẽ cập nữa, chúng ta sẽ chỉnh lại cái phần chữ, phần tab ha. Phần tab sẽ trở đề, ví dụ như là đầu dòng, chữ đầu dòng phải tab vô một tab ha, phải tab vô một tab như thế này. Đây. Đó, như vậy thì cái thể thức văn bản các anh chị thấy không? Khi mà cái thể thức văn bản thì các anh chị phải cho nó vuông vắn ha, tức là các anh chị sẽ chọn Ctrl A như thế này nè. Các anh chị bấm Ctrl A, sau đó các anh chị chọn vào trong cái phần paragraph á ha, chúng ta sẽ bấm cho cái thể thức văn bản nó vuông vắn như thế này. À, hoặc là phím tắt là Ctrl Z. Này các chị thấy không? Thì nó sẽ vuông vắn cái này, thì nhìn cái văn bản nhìn nó rất là đẹp. À, còn đối với khách hàng, đối với cái file này khách hàng yêu cầu mình là phải bỏ thêm một cái khung, vào. Thì sau khi bỏ số trang rồi, bây giờ mình sẽ bỏ số khung. Để bỏ số khung các anh chị vào trong cái phần design. Thì cái này mình sẽ làm ở trên cái Word 2007 2010 nha các anh chị nha. Cho đó là các anh chị nhớ vào trong phần design. Sau đó mình sẽ chuyển qua bên phía góc phải, nó có cái phần mục Barber Border. Thì các anh chị click vào phần mục Barber Border. Thì ở bên đây là nó sẽ hiện cái thể thức để chúng ta chọn. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái box. Sau đó các anh chị ở đây, cái phần style này các anh chị sẽ thấy là đây là cái dạng của cái khung. Dạng của cái khung mà các anh chị chọn. Ví dụ các anh chị chọn cái khung này đó, thì nó sẽ hiện ra cho các anh chị cái khung này. Tuy nhiên khi tới đây mà nếu các anh chị bấm OK á, thì các anh chị sẽ thấy cái khung này nó sẽ dàn đều trên một trang tờ A4. Tuy nhiên các anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái nhược điểm của cái khung này, tức là khi mình tới đây rồi thì nó sẽ không cho chúng ta kéo sát vào, hoặc là cái lề này nè, chúng ta không kéo sát vào. Nếu chúng ta cứ để vậy in thì khi mà đóng ra, khi mà in ra đóng thì nó sẽ bị mất cái viền bên đây, bị mất cái viền đây. Do đó là các anh chị phải chỉnh khi tới đây các anh chị ha. Nếu mà khách hàng mà đưa thấy các anh chị cái dạng này, các anh chị đưa qua mà thấy cái dạng này, thì các anh chị cũng vào trong design, vào trong border. Các anh chị khi mà các anh chị chọn ở đây rồi thì các anh chị vào trong phần option. Option thì ở trên đây nè. Các anh chị ở đây chúng ta không quan tâm tới những cái thông số này chi. Các anh chị quan tâm tới cái chỗ là Microform ha. Thì ở đây các anh chị click vào mũi tên xuống thì các anh chị chọn vào phần test. Tức là cái ý của nó ở đây là nó sẽ bao cái test đó, nó sẽ bao quanh. Thì ở đây mình sẽ cho nó đồng dạng hết đi ha. Ví dụ như đây là 4 hoặc là 10 gì đó. Ở đây mình cho 10 hết. Rồi sau đó các anh chị bấm OK cho mình. Rồi bấm tiếp OK. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy thế nào. Tức là ở trên đây nè, các anh chị sẽ thấy nè. À, bây giờ các anh chị thấy cái khung này nó đã bao quanh cái phần chữ. Tuy nhiên các anh chị sẽ thấy nó, khi mà nó bao quanh phần chữ á, thì nó sẽ trừ lại cái lề bên đây cũng rất là rộng đúng không? Nó trừ đây rất là rộng để chúng ta xử lý. Để chúng ta xử lý sau này chúng ta in ra thì văn bản này. Tuy nhiên các anh chị sẽ thấy nè, đối với khi đánh số trang á, các anh chị sẽ thấy là cái phần dưới nó hơi lệch về phía dưới chút. Tại lý do á, là nó sẽ bao luôn cái phần số trang, và cái số trang này nó không thể nào nằm ngoài khung được. Do đó khi mà tới khúc này thì các anh chị lên click vào hai cái vào trong đây, và để chúng ta di chuyển chuột, cho chuột vào trong phía cái thước phía phần trái, chúng ta định kéo lên ha, chúng ta kéo cái thông số này lên một chút. Đây thì bây giờ các anh chị sẽ thấy là hai phần nó đã đều với nhau nè. Thì cái phần này, cái phần số trang nó sẽ nằm ở phần trong, thì cái đây là nó không có nằm phía ngoài được, tại vì cái đây là cái phần test nó sẽ bao quanh. Đó. Rồi đến khi chúng ta làm tới cái khung này rồi thì tiếp đến chúng ta sẽ làm tới cái phần là canh chữ và hình cho khung ha. Đối với mấy cái chữ mà khi mà các chữ thấy, các anh chị thấy mà khi mà nó hiện ra có cái phần này thì các anh chị thấy là nó sẽ báo lỗi ha. Tức là chữ vẫn đúng nhưng mà nó sẽ có một cái gạch dưới nè, tức là nó đang báo lỗi cho mình là cái phần cái dấu này nè, nó đang cách hai cấp, thì chúng ta sẽ cách vào cho khách hàng thì nó sẽ mất nè ha. Các anh chị thấy chưa? Đó. Rồi chúng ta sẽ canh trên trước.
Tuy nhiên để các anh chị lưu ý cho mình một cái, khi mà để các anh chị dễ mà khi mà đến phần test á, các anh chị thấy nè, bây giờ mình làm cái thao tác này rất là nhanh đúng không? Bây giờ các anh chị muốn làm cái đó thì các anh chị bấm vào nút Ctrl trên bàn phím ha. Sau đó các anh chị lăn thêm con chỏ chuột ở lăn cái bánh xe trên con chỏ chuột á, thì chúng ta ha lăn tới lăn lui thì nó sẽ thu nhỏ phóng lớn rất là nhanh cái bản Word để cho chúng ta làm ha. Chứ nếu không các anh chị phải kéo dưới đây ha, thì nó rất là bất tiện. Do đó các anh chị chỉ cần nắm phím tắt Ctrl và cái con lăn á, cái bánh xe lăn trên con chỏ chuột là chúng ta sẽ làm rất là nhanh các thao tác này. Rồi sau đó các chị cân ha. Bây giờ cân chữ thì đây là tab rồi, các anh chị thấy là tab nó cũng khá là ổn rồi ha, tab là khá là ổn. Bây giờ mình sẽ đi xuống cân phần hình. Đây khách hàng làm cũng khá ổn. Tuy nhiên đây mình sẽ cân phần hình. Đối với các anh chị khi thấy ở một số cái, ví dụ nó khúc này thì nó không thể nào chèn hình được, thì các anh chị cho nó hình xuống luôn ha, cho nó hình xuống luôn. Và đối một số cái thì các anh chị nên, ví dụ cái câu này nè, nhiều số câu nó dài quá thì chúng ta phải cắt cho nó xuống sao cho nó phù hợp ha. Ví dụ như một số chơi tự tạo phù hợp. Các anh chị cách làm sao mà cho nó dạng giống như là nó hình tháp á, thì mình thấy, hoặc là trong khi nếu mà khách hàng không có nhu cầu mà để làm để cắt xuống như thế này thì mình vẫn để bình thường nha, tùy theo nhu cầu của khách hàng đến lúc này thì mình tự. Còn đối với những cái hình như thế này thì các anh chị sẽ thấy nè, đây là khách hàng đã chọn cho một số cái rất là dễ để chúng ta di chuyển chúng ta sẽ di chuyển nó và chúng ta sẽ canh canh cho nó đều hết tất cả khung này. Và đối với các cái câu chữ nữa nè, cái câu chữ mà để ghi chú thì thông thường nó sẽ nằm ở dạng nghiêng, nó dạng nghiêng và nó giống như là để chúng ta nó nhìn ở cái phân biệt thì chúng ta canh ha. Còn đối với ví dụ như những cái hình như thế này nè, mà các anh chị thấy cái hình này nó to quá, mà nếu các anh chị kéo vào ha, thì nó sẽ thấy, các anh chị thấy nó sẽ bị méo hình. Do đó các anh chị để như trường hợp này thì các anh chị cắt bớt hình, thì để cắt bớt hình thì các anh chị vào trong cái format này, các anh chị vào crop ha, sau đó là nó sẽ hiện ra cái khung như thế này ha. Và đầu các anh chị sẽ kéo lên, muốn các anh chị muốn cắt phần nào đó thì các anh chị kéo lên, rồi sau đó chúng ta sẽ lít ra ngoài thì đây là cái hình nó đã cắt rồi. Thì nó vẫn đảm bảo được những cái khung như thế này, nhưng mà những cái phần thừa mình cắt cái hình đi ha, để cho cái hình nó cân cho nó đẹp. Đây những cái còn cái hình dưới này mình đang làm như vậy. Còn đối với trong một cái tờ giấy á, mà cái hình ở trên á, thì các chị phải canh, cố gắng canh sao là cho với hình trên với hình dưới á, nó sẽ bằng gần nó sẽ bằng với nhau thì để cho nó đẹp ha. Các chị bây giờ thấy, các anh chị thấy không ha. Đó bây giờ chúng ta canh đây có một số cái nè. Nếu mà bây giờ các anh chị thấy nè, đối với cái khung này có thể mình kéo nè, nhưng mà đây khách hàng đang chọn một cái chế độ của cái web test á, để ở một chế độ khác. Nhưng mà đối với những cái thông số hình như thế này thì mình khuyên các anh chị khi click vào hình đó, các anh chị vào trong cái web test trong format, các anh chị nên chọn vào cái phần là in front update, tức là cái phần này để mình có di chuyển tới đâu á thì cái phần chữ nó cũng không nhảy. Nếu mà các anh chị sử dụng những cái phần khác á, thì cái chữ nó sẽ nhảy rất là khó để chúng ta làm. Và cái nguyên một số nguyên tắc để chúng ta chỉnh á, là các anh chị phải chỉnh ngay từ đầu và chỉnh từ trên chỉnh xuống, chứ không phải là lúc khi mà các anh chị chỉnh xong rồi các anh chị mới quên á, dù lúc các anh chị quên rồi các anh chị quay lại rồi các anh chị xóa chỗ này xóa chỗ kia là cái hình nó sẽ nhảy lung tung. Do đó là các anh chị khi mà các anh chị làm là các anh chị phải giữ nguyên tắc là phải chỉnh từ trên xuống dưới, và chúng ta sẽ làm hoàn chỉnh từ cái khâu chọn kích thước cho cái khổ giấy A4, chọn khổ A4, chọn kích thước giấy, rồi đến phiên là chọn cho số trang và khung vào, sau đó là chúng ta mới bắt đầu tiến hành cân chỉnh hình và chữ ở trong cái file để chúng ta làm nó sẽ không có bị nhảy và nó sẽ có cái sự đồng bộ. Do đó các anh chị là đó, bây giờ mấy cái hình này thì các anh chị cứ canh vậy, cứ cài về bình thường đúng không. Còn mấy cái chữ này thì các anh chị cứ đưa vào, nếu gặp cái những cái hình thun thúng như vậy thì các anh chị cứ đưa vào thì chúng ta sẽ canh và nguyên tắc là khi hình trên thì nó sẽ tương đương nó bằng với hình dưới. Và nếu mà những cái hình khi mà khách hàng chọn thì mình khuyên khách hàng nên là chọn những cái hình nó có đồng dạng, ví dụ như hình ngang là phải theo hình ngang, hình dọc thì theo hình dọc ha. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh. Đây chúng ta sẽ chỉnh đối với những cái hình như thế này nè. Dưới đây là các anh chị thấy nó còn dư một khúc đúng không? Thì chúng ta sẽ ăn da, chúng ta kéo hơi
hơi xa cái hình này xuống một chút, đúng không? Mình sẽ đưa cái hình này đi xuống một chút cho nó ăn gian, cho nó đủ trang giấy đó. Ví dụ như vậy thì nó căng ra, các anh chị thấy cũng rất là đẹp, đúng không? Nó sẽ căng được cái tờ giấy là đẹp đó. Đây, một số trong những cái thao tác mà các cái file khách hàng gửi qua cho mình hầu như là bị cái tình trạng này, các anh chị thấy nè. Khi các anh chị lít vào hình, tức là cái hình này nó, mình kéo cái hình nó đi không có được. Và mình chỉnh á, ha, mình muốn chỉnh hình thì nó chỉ chỉnh được con góc, cái góc này nó đang cố định. Lý do là khách hàng cứ khi mà bắt hình vào, khách hàng không có biết chọn cái phần format và chọn cái phần quad test này. Do đó là cái hình nó chỉ đứng thôi và kịch chỉnh rất là khó chỉnh. Do đó là chúng ta sẽ, khi mà gặp trường hợp này, chúng ta phải vào test ngay ha, và test ngay chúng ta để chỉnh cho cái hình đó mình di chuyển cho nó dễ. Và chúng ta khi mà gặp hàng loạt vậy thì chúng ta nên cũng chỉnh ngay từ đầu, từ trên xuống dưới ha, để chúng ta chỉnh. Chứ không thôi là khi mà các anh chị chỉnh mà một các bạn chị mà không có chỉnh hết trong cái tất cả các file thì sau này nó sẽ nhảy rất là nhiều ha, nó nhảy rất là nhiều và nó làm cho cái khi mà mình làm đó, nó rất là khó khăn đối với một số cái chỗ này nè. Các anh chị thấy là nó, mình sẽ ăn gian xuống một chút đó. Mình xuống ăn gian một chút đó, cho nó đồng đều, cho nhiều lúc trên cái phần này nó nhảy thì nó hơi khó coi. Rồi, rồi bây giờ các anh chị thu nhỏ, các anh chị coi nè nha. Rồi, các anh chị coi lại. Rồi, bây giờ đã đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng rồi, tức là chỉnh lại lề, chỉnh lại lề trang, cho số trang vào, cho khung vào, cân chỉnh hình, cân đối. Và bây giờ khi mà để, đối với khách hàng mà in một mặt á, thì các anh chị chỉ cần để như thế này thôi, các anh chị in ha. Còn đối với khách hàng mà yêu cầu in hai mặt á, thì các anh chị lít vào trong cái khung này nè, lít vào trên cái thanh thước này, các anh chị lít hai cái vào cái phần by setup, hoặc là các anh chị vào trong cái phần layout ha, các anh chị phần by setup sổ xuống thì nó cũng ra. Thì ở dưới phần multi line paper nè ha, multi line paper thì các anh chị lít sổ xuống, các anh chị vào cái mirror margin thì các anh chị sẽ thấy là cái trang lẻ nó sẽ ở mặc định, và cái trang thứ hai á, cái trang thứ hai là nó nằm mặt hai, nó sẽ nhảy qua phía bên đây. Thì khi các anh chị in mặt hai á, thì nó sẽ cân đều với lại in mặt một. Rồi sau đó chúng ta chỉ có phần ra in, và nếu các khách hàng mà có thêm bì nữa thì chúng ta cân chỉnh bì, và sau đó chúng ta sẽ đưa cho khách hàng. Đó là những cái mà cũng rất là cái phần khó nhất, đó là phần xử lý khung này đối với một số các bạn và các anh chị nếu mà mới mở tiệm ra, thì cũng nếu mà gặp trường hợp này cũng rất là lúng túng nếu các anh chị không có vững về Word. Do đó nếu các anh chị mà đã xem được video này thì có thể là mình nghĩ, hy vọng là các anh chị có thể áp dụng vào các anh chị xử lý file cho khách hàng một cách tốt nhất. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video có hữu ích cho tất cả các anh chị và các bạn thì các anh chị đừng quên bấm like và chia sẻ để cho mọi người cùng theo dõi nhé. Và nếu nào các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Pado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh, coi như đây là một trong những cái lời động viên và để cho kênh nó phát triển một ngày nó tốt, được tốt hơn. Chúc tất cả các bạn và các anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Bye bye.